nhằm nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp Thực hiện kế hoạch số 182 KHUBNG ngày 8 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, kế hoạch số 32 KHUBNG ngày 3 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Hoa Động về việc tổng vệ sinh môi trường phục vụ chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi, 25 tháng 10 năm 1948, 25 tháng 10 năm 2023. Sáng ngày 8 tháng 10, Ủy ban nhân dân xã Hoa Động tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn xã. Trong đợt ra quân này, các ban ngành đoàn thể, các đơn vị trường học trạm y tế doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức gia quân tổng vệ sinh môi trường tại trụ sở các cơ quan đơn vị các khu dân cư các tuyến đường giao thông thu gom xử lý rác chăm sóc cắt tỉa cây xanh cây hoa chỉnh trang trụ sở cơ quan trường học các trung tâm điểm sinh hoạt công cộng nhà văn hóa chợ các trục đường giao thông chính của xã thôn khu vực đèn chùa điểm du lịch trụ sở cơ quan cơ sở sản xuất kinh doanh thu gom rác thải vệ sinh đường làng ngõ xóm đảm bảo không gian đô thị xanh sạch đẹp trước và sau lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thủy Nguyên quật khởi 25 tháng 10 năm 1948, 25 tháng 10 năm 2023. Thông qua hoạt động thiết thực này, cấp ủy chính quyền xã Hoa Động đã tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác của mỗi người dân trong việc chung tay giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường. Qua buổi gia quân tổng vệ sinh môi trường nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Hoa Động nói riêng, và trong toàn huyện nói chung về việc bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn khu dân cư, đảm bảo đường thông, hè thoáng, có nhiều con đường kiểu mẫu trong khu dân cư, thôn xóm, xây dựng hình ảnh huyện Thủy Nguyên sáng, xanh, sạch đẹp, con người lịch sự, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội trong năm 2023 và những năm tiếp theo.